nhớ. Dành cho xe tay ga một bình chỉ còn có 65k anh em tính được không anh em ơi? Một cái giá vô cùng bùng nổ luôn nha anh em. Không phải là giảm giá nhưng đó là khuyến mãi nha. Chỉ duy nhất ở địa chỉ là 113 Đại lộ Bình Dương Thủ Dầu Một thôi. Khi mà anh em mua cái dòng nhớt MobiOne này á thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái chai nước lab. Giá thì nó không đổi. Đối với lại cái bình nhớt này á thì sẽ có giá là 115k. Còn một bình nhớt láp á, là sẽ có giá là 50k. Mà khi anh em mua một bình nhớt máy như vậy lại được tặng một cái bình nhớt láp thì tính ra cái bình nhớt máy này chỉ có 65k thôi. Mà anh em được hai từ nhớt máy nè cho tới nhớt láp luôn nè. Giá quá trời hời luôn đúng không anh em? Thì cái chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng trong vòng 5 ngày tại cái địa chỉ là 113 Đại lộ Bình Dương Thủ Dầu Một thôi nha. Cho nên những anh em nào mà chúng ta đang đi những cái dòng xe tay ga thì anh em có thể ghé qua bên shop của mình để chúng ta có thể nhanh tay sở hữu được một cái combo nhớt láp và nhớt máy của thương hiệu Mobil như thế này. Chỉ có giá là 115k. Quá chưa rẻ luôn. Không lẽ giờ tôi xách xe của tôi vô tôi thay luôn chứ. Thì đối với lại dòng nhớt này á, đây là 10VK40. Đây là nhớt bán tổng hợp nha mọi người. Thì cái anh khách đi AB này ảnh chỉ có nhu cầu là đi những cái đoạn đường ngắn, đi lại trong thành phố thôi, ảnh không có nhu cầu đi xa bằng cái dòng xe này. Cho nên với cái dòng nhớt này ảnh vẫn có thể sử dụng được với thời gian sử dụng là dao động tầm khoảng từ 1.000 cho tới 1.200 km. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay một cái combo này cho xe của ảnh nha. Thì những anh em nào đang đi xe tay ga thì nhanh nhanh qua sở hữu cái combo này nha. Giá bây giờ là đang siêu hời luôn. Chương trình này chỉ áp dụng trong vòng 5 ngày thôi và quà tặng cũng có thể hết sớm hơn nha. Cho nên anh em nào đang rảnh thì chúng ta tranh thủ ghé qua shop. Vậy thì không chỉ riêng những anh em nào mà chúng ta mua nhớt Mobil bình 800ml mới được tặng kèm cái nhớt láp nha anh em. Chỉ cần anh em chạy xe tay ga mua nhớt của Mobil thôi là chúng ta sẽ được tặng kèm nhớt láp rồi nha. Dòng nào của Mobil bên mình cũng có tặng hết, chỉ là cần là xe tay ga. Ví dụ như anh em nào mà chúng ta đi xe mà NVX nè, hay là những cái dòng xe đi dung tích nhớt hơn 800ml á, thì chúng ta có thể mua bình này vẫn được tặng kèm nhớt láp nha. Và Vinh xin nhắc lại là số lượng quà tặng này sẽ được áp dụng trong vòng 5 ngày và cũng có thể là sẽ hết sớm hơn. Đó, cho nên anh em chúng ta nên tranh thủ đến địa chỉ là 113 Đại lộ Bình Dương Thủ Dầu Một để chúng ta vừa được thay nhớt máy, vừa được tặng nhớt láp mà giá chỉ cần thoại tính tiền vòng nhớt máy thôi nha. Quá trời đã luôn. Và khi các bạn thay nhớt chắc chắn sẽ được miễn phí công thay, tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa. Trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp mình chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ của anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sếp máy bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Chắc giờ phải thay một cái áo khác giả làm người dân đi vô thay nhớt quá. Có thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Combo này nó quá ngon anh em. Mời đẹp.